Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop một ngày của Trang Công Nghệ TRD. Thưa bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp là những chiếc máy bán chạy nhất cho công việc mà học tập và làm việc online, cũng như các bạn sử dụng những chiếc laptop có khả năng làm đồ họa, chơi game. Và ngày hôm nay tớ xin phép là tổng hợp lại những chiếc máy Dell bán chạy nhất tại thị trường năm 2021. Các bạn đều biết với phân khúc giá đầu tư, có lẽ là bán chạy nhất phải nói là những chiếc máy mà được trang bị màn hình 15,6 inch, có bàn phím phụ, màn hình Full HD IPS và đặc biệt là vỏ hợp kim nhôm. Đó là những chiếc máy bán chạy nhất tại thị trường. Và chiếc máy mình bình chọn ngày hôm nay chắc các bạn cũng chả xa lạ gì. Nếu như cần một chiếc máy có CPU khỏe để các bạn có thể lập trình, để các ứng dụng mà cần đến tính toán cao và khả năng nâng cấp RAM, khả năng nâng cấp ổ cứng thì chỉ có thể là Dell các bạn ạ. Với chiếc Dell Inspiron 5510, có lẽ đây là chiếc máy bán chạy nhất tại thị trường với phân khúc đó là trang bị i5 chip H và thêm một phiên bản nữa đó là Dell Virtual 5510. Thực ra hai chiếc máy này nó gần giống nhau. Nhưng Virtual thì nó sẽ định hình thêm ở phân khúc người dùng doanh nghiệp và thêm ở đó là cái cổng LAN. Chính vì thế cũng cực kỳ nhiều người ưa chuộng. Các bạn sẽ xem bài đánh giá hai mẫu máy này nhá. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, toàn bộ vỏ máy phần lưng bên trên nó được làm bằng hợp kim nhôm và cơ chế bản lề kiểu dạng như này, nó bo tròn. Các bạn nhìn thấy là nó giấu hết cả phần tản nhiệt bên trong. Nhưng khi chúng ta mở máy thì nó sẽ là cơ chế lâng. Đây. Đó. Nó sẽ lâng cái phần tản nhiệt. Các bạn thấy tản nhiệt ở đây nó sẽ tốt hơn và nó sẽ trích cái bàn phím chúng ta cao hơn. Đây, các bạn thấy là một bàn phím khuôn sai như này. Con chuột to tổ bố luôn. Đây là con chip bảo mật vân tay này các bạn này. Máy có trang bị LED phím màu trắng các bạn nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,75 kg. Logo được mạ chrome sáng bóng này. Nói chung là cái màu này rất là dễ nhìn. Ở bên cạnh phải của mình có cổng phone, mic được giao tiếp 3,5 các bạn kilo âm thanh. Đây là cổng USB, đầu độc thẻ các bạn nhé. Những cái phần này thì các bạn thấy là nó để như này để cái bàn phím nó không bị dính đến màn hình. Rồi có cái khe này mà các bạn này. Đằng trước thì thiết kế hơi thoải một chút để các bạn nhìn thấy là cái phần màn hình nó sẽ hơi nhô cao hơn để chúng ta mở máy này. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước nhé. Ở bên này thì có cổng sạc này, cổng HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài này, cổng USB và thêm cổng USB Type-C. Có lẽ là phiên bản giá rẻ thì nó sẽ không có cổng Thunderbolt các bạn ạ, nó chỉ có cổng Type-C thôi. Ở bên dưới cái lắp này bằng nhựa các bạn ạ. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra đằng sau này. Đây là hai ốc loa các bạn nhé. Thông tin của máy nó sẽ có hết ở đây. Đây là một đoạn video 4K mình hay test cho mọi người. Ở góc nhìn của màn hình IPS thì các bạn thấy là nó rất rộng, đạt 178 độ. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ nét trên màn hình. Và có chống lóa thì các bạn có thể làm việc liên tục lâu mà không sợ hại mắt nhé. Bây giờ mình sẽ bật loa này. Các bạn thấy là loa rất to. Phim, nghe nhạc, giải trí, quá sướng đúng không? Với chất lượng màn hình thì mình đánh giá ở mức khá thôi. Còn nếu mà các bạn cần thiết kế design chuyên nghiệp thì cái màn hình này vẫn phải cân chỉnh lại màu một chút các bạn ạ. Nó chưa đạt được 100%. Các bạn ơi, với dòng CPU thế thứ 11 nó có tên mã là Tiger Lake các bạn ạ. Được sản xuất với tiến trình chip của nó là 10 nanomet. Với CPU 4x8 luồng và xung cao, nó sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa tốt hơn, lập trình cũng như các ứng dụng về đồ họa tầm trung là chiếc máy chúng ta hoàn toàn có thể chạy ngon lành. Ở đây Edit XE thì các bạn thấy là tí nó sẽ kéo lên khá cao. Với điểm số của nó bây giờ một phiên bản trang bị i5 nó đạt 841 CB. Đó, để các bạn phân biệt giữa dòng máy trang bị chip U tiết kiệm điện và dòng CPU chip H để hỗ trợ các bạn làm đồ họa cũng như lập trình. Các ứng dụng mà tính toán, CPU càng khỏe, càng nhiều lõi, càng nhiều luồng thì nó hỗ trợ càng nhanh các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn thấy là điểm số FPS nó đã kéo lên là 84,63 FPS. Các bạn ơi, với dòng UHD Grafix 620 hoặc 630, đó là cái VGA on trên dòng CPU đời 10, thì nó chỉ có điểm FPS nó khoảng từ 40 đến 44 thôi. Các bạn thấy là nó gấp lên nhiều lần. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy được thiết kế với công nghệ CMC nguyên khối hợp kim nhôm, trọng lượng 1,6 kg. Và đằng sau thì nó làm kiểu bản lề phẳng như này, cơ chế lưng khi chúng ta mở máy rất là hay. Các bạn thấy là với công nghệ nhôm này nó mài nhẵn thín này. Ở đằng sau thì nhìn kiểu dạng như nhôm xước. Và có hai cái phần này để kê trên cái mặt phẳng tránh trường hợp xước cái phần nhôm này. Màu sắc này khá là đẹp, logo được mạ chrome. Và thiết kế kiểu dạng vuông thành sắc cạnh là mình mở thử cho các bạn nhé.
Bây giờ rất là nhiều hãng laptop đang thiết kế kiểu bản lề như này. Và khi chúng ta mở như này thì cái cơ chế nó sẽ nâng lên. Đó. Nó tản nhiệt mát hơn và cái bàn phím nó sẽ hơi chuếch lên một chút. Đó. Ôi chà, còn bạn, các bạn thì nhìn thấy con chuột lớn không? Rất là đẹp luôn. Chúng ta còn cổng lan nhé. Với cái dòng Dell Virtual nó hơi hướng đến những người dùng doanh nghiệp là chắc chắn sẽ phải còn cổng lan để các bạn có thể dùng mạng nội bộ an toàn hơn. Chúng ta có phone, có mic với giao tiếp 3.5 để các bạn cắm kết nối âm thanh, cổng USB, đầu đọc thẻ. Đằng trước thì với cơ chế thiết kế hơi thoải chúng ta mở máy này, đơn giản này. Không bố trí bất kỳ cổng gì đằng trước mọi người nhé. Ở bên này thì các bạn thấy là cổng sạc này. Đó, cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra bên ngoài. Cổng USB và chúng ta sẽ có cổng Thunderbolt 4 với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kbps. Cái cổng này là nhanh và mạnh nhất hiện nay. Các bạn có thể cắm AirPods hay cắm màn hình rời từ bên ngoài nhé. Màn hình 5K, 6K vẫn có thể kết nối ra bên ngoài ngon lành luôn. Bên dưới máy này, không khí sẽ được hút vào đây. Đẩy khí nóng ra đây. Đó, đẩy khí nóng ra sau làm dấu đi vào hai hốc loa này. Dòng Virtual các bạn biết rồi, thông tin của máy nó sẽ có hết ở đây. Tiền đề bác phủ màu của nó chỉ ở mức khá thôi các bạn ạ, 63% RGB và 40% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất năm 2020 và độ sáng cũng chỉ ở mức trung bình, đó là 250 nit các bạn nhé. Đủ tốt để các bạn sử dụng trong môi trường văn phòng. Con này âm thanh chắc chắn là rất là to, mình test âm thanh đầu tiên. Hai cái loa chỗ này các bạn ạ. Góc nhìn của màn hình IPS thì các bạn sẽ thấy là nó khá rộng. Đây, các bạn nhìn nó khá là rộng luôn. Và trên màn hình nó có trắng chống lóa nên các bạn có thể làm việc liên tục mà không sợ mỏi mắt. Âm thanh của máy thì hay đúng không các bạn? Âm bass tương đối tốt. Với một chiếc máy như này các bạn dùng xem phim, giải trí, nghe nhạc, chơi game, vân vân, chất lượng loa như này ok, còn chất lượng màn hình đánh giá mức khá thôi. Các bạn có thể dùng thiết kế design chiếc máy này, nhưng nó chỉ ở mức khá thôi chứ không phải là một màn hình có chất lượng đẹp các bạn ạ. Các bạn ơi, đây là phần mềm CBM 15R, phần mềm quen thuộc để chúng ta thấy cái hiệu năng thực tế, sức mạnh của Cebu hay Vega trên những dòng máy laptop. Các bạn thấy là mình vừa chấm điểm cái Iris Xe Graphics, cái này là gọi là Vega On, chúng ta sẽ có điểm số khoảng 68,06 FPS. Thực ra điểm số này nó hoàn toàn bình thường thôi, nhưng được nâng cấp tốt hơn thì nó sẽ hỗ trợ các bạn chơi game và làm đồ họa tốt hơn, nhưng không thể so sánh với những chiếc máy có Vega rời mạnh mẽ được để làm đồ họa và chơi game. Với dòng chip H đó là Tiger Lake thế hệ thứ 11, các bạn thấy là xung rất là cao, 408 luồng. Nó sẽ hỗ trợ các bạn render tính toán tốt hơn so với dòng máy trang bị chip G, tiết kiệm điện. Chúng ta sẽ có điểm số ở mức khoảng trên 800 một chút các bạn. Đây là điểm số khá tốt để các bạn có thể dùng để các phần mềm như lập trình, các ứng dụng về đồ họa tầm trung, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video, vân vân. Các phần mềm đồ họa kỹ thuật là có thể chạy được trên chiếc máy này. Vâng thưa các bạn, chiếc thứ hai có ở trên bàn của mình ngày hôm nay. Đó là chiếc đầu tiên mà mình mang về được trang bị màn hình 16 inch các bạn ạ. 16 inch với tỷ lệ 16 trên 10. Và đặc biệt được trang bị màn hình 3K với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB, độ sáng 300 nit. Nói chung là nó có rất là nhiều option, thậm chí là có cả phiên bản được trang bị cả Vega rời. Còn cụ thể các bạn cần một chiếc máy, thứ nhất là màn hình đẹp, âm thanh hay, khả năng nâng cấp, thì đây chắc chắn là chiếc máy tốt nhất trong phân khúc đầu tư dưới 30 triệu đồng để quý vị các bạn có thể lựa chọn. Thiết kế đẹp, sang và đặc biệt là cái touchpad của nó mà mình phải nói là choáng luôn. Nó to như này các bạn ạ. Đó. Các bạn có thể dùng cảm ứng đa điểm, cực kỳ tiện dụng luôn. Và chiếc máy không quá đắt, hiện nay với phiên bản Vega On với giá bán rẻ nhất mình mang về thì chỉ bán ở phân khúc giá là 26.500.000 cho cấu hình màn hình 3K như này. Còn nếu mà các bạn cần làm đồ họa ngon hơn và có thể chỉnh sửa cắt ghép video ngon hơn thì các bạn sẽ chọn phiên bản có Vega rời bao gồm i7 như là RTX 3050 và RTX 3060. Nhưng hiện nay tại thị trường Việt Nam cũng chưa có, mình dự kiến khoảng 15 ngày sau sẽ có tại thị trường Việt Nam. Còn nếu mà các bạn xem phim, nghe nhạc, giải trí, lập trình và ứng dụng đồ họa tầm trung cần CPU khỏe để tính toán thì đây chắc chắn là chiếc máy tốt nhất ở phân khúc dưới 30 triệu đồng để quý vị các bạn có thể lựa chọn. Bây giờ mời quý vị các bạn xem qua bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Màu xanh blue các bạn ạ, giống như chiếc Dell Inspiron 5515 mình mang từ Mỹ về cách đây khoảng 6-7 tháng, mình đã giới thiệu có cái màu sắc là rất là đẹp. Với logo ở đây các bạn thấy được mạ chrome màu xanh như này này.
Đó. Trong lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,46 kg, nghe có vẻ hơi nặng một chút, có lẽ phải như thế này thì mới tản nhiệt được con chip áp bên trong. Đấy, các bạn thấy là hốc tản nhiệt đằng sau nó cũng làm lại rất đẹp luôn này, và lề cũng nằm rất to và chắc chắn, mà nó lại không quá thô như đằng sau và cũng không quá ngầu. Có lẽ là định hình ở phân khúc là doanh nhân và người dùng doanh nghiệp. Đây các bạn thấy này, cái hốc tản nhiệt cũng làm kiểu bo bo tròn tròn, nhìn nó lạ mắt ra phết này. Ở đây chúng ta sẽ có đầu độc thẻ SD, cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Đằng trước thì các bạn thấy là một mặt phẳng như này, và việc các bạn mở máy nó cũng sẽ đơn giản hơn. Ở bên này các bạn thấy là cổng sạc này và thêm một hốc tản nhiệt này. Tính ra chiếc máy này không phải phân khúc gaming mà không phải phân khúc là đồ họa chuyên nghiệp mà có đến 4 hốc tản nhiệt. Nhìn cũng rất là hay. Mà thực ra thưa các bạn, nếu mà bên tay trái tay phải mà nó phải hơi nóng, mà là mùa hè nó hơi khó chịu một chút đấy các bạn ạ. Có cổng HDMI, cổng USB và đây là cổng Thunderbolt 4 các bạn nhá. Băng thông từ bên ngoài lên đến 40G một giây, mạnh nhất và nhanh nhất bây giờ. Đây đèn tín hiệu của quả pin đang sử dụng này. Ở bên dưới máy này, các bạn thấy là không khí sẽ được hút vào đây, đẩy ra 4 luồng ở đây này. Đó. Có lẽ đây là hai hốc loa các bạn ạ. Nó làm cách điệu như này thôi. Cái laptop này có vẻ nhiều thứ thiết kế mới ghê. Vậy thì chiếc máy này chính xác nó sinh ra để làm gì? Nếu một phiên bản mà có Vega On kiểu như này mà CPU khỏe thì nó hỗ trợ cho các bạn làm gì ạ? Đó là các bạn mà cần một cái chiếc máy có CPU khỏe để có thể sử dụng các phần mềm như tính toán, render. Đó. Các bạn có thể dùng các file Word Office nó nặng hoặc các thuật toán về đồ họa thì chiếc máy này nó xử lý ok ngon lành. Nhưng nếu mà những chiếc máy này nó cần các bạn mà các công việc, ý mình nói là công việc của các bạn cần đến Vega rời thì chiếc máy này sẽ không đáp ứng được. Đấy, còn với màn hình siêu đẹp, CPU khỏe, các bạn có thể dùng thiết kế design, có thể chạy giả lập, chạy quảng cáo, chạy máy chủ, vân vân. Đây, điểm số em 6 lõi 12 luồng thì nó khỏe rồi. Con 10.300H của nó chỉ có 4 lõi 4 luồng thôi, nhưng con này có 6 lõi 12 luồng, có lẽ sinh ra để cạnh tranh với dòng CPU của AMD. Còn cái UHD Graphics này là luôn các bạn, nó chỉ là một cái Vega On truyền thống bình thường, xử lý các thuật toán về đồ họa 2D thôi. Này, chất lượng màn hình con này cũng là đỉnh cao này. 16 inch mà chất lượng màn hình phải nói là đỉnh cao. Màn hình của nó là 100% sRGB và 71%. Xin lỗi các bạn, là 100% sRGB và 71% RGB, và màn hình được sản xuất năm 2020. Mà màn hình 16 inch mà xem phim nghe nhạc thì đỉnh cao luôn. Các bạn có thể nhìn thấy này. Độ sáng của màn hình 300 nit mọi người nhá. À, mình quay luôn góc nhìn cho anh em này. 178 độ anh em nhìn trong vắt luôn, vẫn có thể nhìn được bình thường. Các bạn lưu ý đây là màn hình 3K. Độ phân giải rất lớn. 16 inch, lần đầu tiên mình thấy một chiếc màn hình 16 inch có độ phân giải 3K. Bây giờ mình bật loa lên test nhá. Đấy, loa đấy. Các bạn thấy loa to đúng không? Xem phim nhạc giải trí quên sầu luôn anh em nhé, quá đỉnh luôn. Nghe sướng nhỉ. Con này được tích hợp công nghệ âm thanh là Waymax Audio, chất lượng loa khá tốt, to và màn hình 3K độ phân giải 100% này thì quá ngon rồi. Các bạn dùng thiết kế design yên tâm, đó là màn hình có độ phân giải rất là tốt và tỷ lệ bao phủ màu tốt, các bạn thiết kế design không bị sai màu đâu. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy tiếp theo cũng ở phân khúc đó là trang bị dòng CPU, trang bị Ryzen nhá. Nó khác hẳn so với dòng trang bị CPU của Intel bởi vì hai đối thủ không đội trời chung. Nếu các bạn sử dụng dòng CPU của Ryzen thì giá bán nó sẽ rẻ hơn, thậm chí là một phiên bản được trang bị CPU đến 6 lõi 12 luồng vẫn có giá rẻ hơn phiên bản trang bị i5 chip H của dòng CPU Intel. Cụ thể hai mẫu máy mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Inspiron 5515 và chiếc Dell Virtual 5515. Nó cùng là tên giống nhau mà chỉ khác là Virtual và Inspiron. Đó là Virtual được thêm cổng LAN để các bạn có thể dùng trong môi trường nội bộ, và Virtual thì có vẻ như hơi dài hơn một chút thôi, còn ngoại hình các thứ là gần như là giống nhau. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Màu sắc của máy thì Dell gọi là Mid Blue các bạn ạ, xanh sương mù. Các bạn thấy là và thiết kế có vẻ như nó hơi bo tròn khác một chút so với các phiên bản như là 5505. Tản nhiệt thì vẫn được giấu đằng sau như này. Trọng lượng của chiếc máy là 1.6 các bạn ạ. Logo Dell được làm giữa như này, mặc chrome và cũng chỉ có màu này, giá như nó có màu khác một chút thì có lẽ nó sẽ nổi bật hơn.
Bên tay phải của mình thì các bạn thấy là một đầu độc thẻ, một cổng USB, một cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 này các bạn, kết nối tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Và cơ chế của chiếc bản lề này thì vẫn là cơ chế khi chúng ta mở máy thì nó sẽ kê, các bạn sẽ nhìn thấy nó kê cao cái máy lên để tăng cái khả năng đàn hồi không khí ở đây tốt hơn. Đây chỗ này các bạn này, đó, nó sẽ tự dựng lên này, các bạn nhìn thấy. Ở bên tay trái này các bạn thấy là cổng sạc này, và ở đây các bạn thấy là một cổng USB Type-C, và đây là một cổng USB, và đây là cổng HDMI. Hai cổng này đều cho các bạn kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài, tín hiệu siêu LED các bạn nhé. Rất tiếc là phiên bản giá rẻ là các bạn sẽ thấy là nó sẽ không được trang bị cổng sạc. Các bạn thấy là không có ký hiệu, có nghĩa là chiếc máy này sẽ không sạc bằng sạc Type-C được các bạn ạ. Đây bên dưới của máy đây, những cái khe này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra đằng sau. Cái thiết kế mà đẩy khí nóng ra đằng sau là mình cực kỳ thích luôn này. Hai ốc loa nhỏ này, bốn phần này để trên mặt phẳng mà không cho nó không bị cập kênh. ABD thì họ tiên phong với công nghệ sản xuất chip và tiến trình sản xuất là 7 nanomet bây giờ. Nhân số lõi số luồng ra, đây các bạn thấy này, 6 lõi 12 luồng. Bây giờ chúng ta thấy sức mạnh của em CPU này nhé. Có một điểm thua kém trên dòng CPU thế hệ thứ 11. Nếu mà so AMD so với dòng Intel thế hệ thứ 11, i5 chẳng hạn, thì nó sẽ được trang bị Iris Xe Graphics, nó sẽ tương tự như là Vega rời mới 350. Trong khi đó thì dòng CPU này được trang bị CPU rất khỏe, nhưng Vega của nó thì vẫn là AMD Radeon Graphics. Cái này nó yếu hơn so với Iris Xe Graphics các bạn ạ. Còn nếu mà điểm đơn nhân đây, các bạn thấy là đa nhân thì chắc chắn nó sẽ thắng với em i5 thế hệ thứ 11. Đây, các bạn thấy là rất khỏe luôn, 1185 CB. Nếu mà điểm số này nó tương tự như em i7 chẳng hạn, là 9750H trên dòng CPU của Intel luôn, mà đây là thế hệ chip tiết kiệm điện, nhưng các bạn sẽ thấy là cái số lõi số luồng cao, nhưng mà cái tầng số quét, tầng số HZ này nó sẽ thua em i5 thế hệ thứ 11. Nếu mà điểm đơn nhân thì chắc chắn em i5 thế hệ thứ 11 thắng, nhưng mà điểm đa nhân thì chắc chắn sẽ thua. Đây, còn mình sẽ chứng minh sức mạnh của em AMD Radeon Graphics này. Thì thực tế nó yếu hơn cái Iris Xe Graphics trên dòng i5 thế hệ thứ 11. Cái điểm này là điểm thua trên các dòng CPU của trang bị CPU Zen. Đây, điểm số của nó là 66,76 FPS. Vẫn thua so với Iris Xe Graphics, nó có thể điểm số lên đến hơn 70 hoặc 80 gì đấy. Vâng, thưa các bạn, đối với dòng giá rẻ như các dòng Dell Inspiron hay Vostro thì chất lượng màn hình cũng chỉ đánh giá ở mức gọi là phổ thông thôi. Các bạn thấy là tỷ lệ bao phủ màu của nó chỉ có 54% sRGB và 34% AROB RGB. Màn hình được sản xuất năm 2020. Và độ sáng màn hình cũng chỉ đạt ở mức trung bình là 250 nit, vừa đủ các bạn dùng thôi các bạn ạ. Với chất lượng màn hình như này, thực tế thì để so với những chiếc màn hình có tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% thì nó thua rất là xa. Nhưng mà Dell các bạn đều biết là giá họ bán rất đắt so với những chiếc máy thông thường có trên thị trường. Các bạn có thể nghe thấy là âm thanh của máy rất lớn. Nếu mà trong phòng 20m của mình thì mình nghĩ là không cần phải cắm thêm bất kỳ thiết bị gì mà chúng ta trải nghiệm âm thanh khá là hay. Chất lượng màn hình thì mình đánh giá ở mức gọi là dùng được thôi, khá. Bởi vì Full HD IPS thì các bạn nếu mà chỉ dùng để xem phim, hình ảnh và các công việc mà không liên quan đến màu sắc màn hình, ví dụ như các công việc như design, thiết kế, thì mình nghĩ cái màn hình này hoàn toàn đáp ứng tốt. Còn nếu mà thực sự mà các bạn mà cần gam màu chính xác của màn hình thì với tỷ lệ bao phủ màu như này thì chưa đạt các bạn ạ. Nó chỉ đạt ở mức phổ thông thôi các bạn nhé. Góc nhìn của màn hình IPS cũng sẽ đạt 178 độ. Các bạn có thể thay đổi góc nhìn mà các bạn vẫn có thể nhìn rõ nét trên màn hình. Và trên màn hình của Dell thì đã có một lớp chống lóa rồi. Và các bạn thấy đây là phiên bản rất đặc biệt, nó còn được trang bị màn hình cảm ứng. Ồ, tí thì mình lại không biết đây là chiếc máy có màn hình cảm ứng luôn. Bởi vì mọi người sẽ thấy là nó không hề có một lớp kính nào đây. Ôi, mình hơi bất ngờ rồi các bạn ạ. Cảm ứng luôn. Chà chà. Đây là công nghệ cảm ứng đa điểm mọi người nhé. Phải nói là Dell cái ngôn ngữ thiết kế của họ thì nhìn cái máy nó rất là khỏe khoắn, vuông thành sắc cạnh. Các chi tiết rất đơn giản nhưng mà nhìn vào cái độ hoàn thiện của nó rất cao. Cơ chế bản lề lưng đó. Rất nhiều chiếc máy bây giờ thiết kế như này, kể cả tản nhiệt cũng được giấu ở bên trong, nhìn cái máy nó cũng sẽ đẹp hơn và sang hơn. Đây các bạn sẽ thấy là mình lưng lên này. Đấy, khi lưng lên thì nó sẽ chuếch cái máy lên. Nó sẽ nâng cao cái phần này lên. Đó. Và cái phần này nó sẽ nổi lên. Đó, nhìn nó sẽ đẹp hơn.
và cái nó nổi lên thì mình bấm phím thì nó cũng sẽ sướng hơn, và cái tản nhiệt như này nó cũng sẽ tốt hơn. Và hai hốc tản nhiệt các bạn có thể nhìn này, nó sẽ phả trực tiếp lên cái màn hình này. Và rất nhiều bạn sẽ sợ là anh Lương ơi, chiếc máy này nó phả hơi nóng như này thì liệu cái chất lượng màn hình nó có ảnh hưởng hay không? Mình trả lời luôn các bạn là không hề ảnh hưởng gì, nó hoàn toàn cho phép các bạn nhé. Trong lương tổng thể của chiếc máy này đó là 1,67 kg, gọi là gần 1,7 cân đi. Đấy, thiết kế nó cũng là lá giống với cái con kiểu Vostro như là 5510. Đây, cái dòng này thì các bạn thấy nó sẽ có cổng LAN, bởi vì dùng trong môi trường doanh nghiệp rất là nhiều, nội bộ rất nhiều thì cần cái cổng này. Đó, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5, cổng USB, đầu độc thẻ. Và cái màu bên dưới này nó sẽ hơi khác đi một chút, y hệt so với con Vostro 5510. Đằng trước các bạn thấy là nó chỉ làm cái hơi thoải, cái máy chúng ta nó mỏng hơn, mà chúng ta mở máy nó cũng sẽ đơn giản hơn. Ở bên này thì có cổng sạc này các bạn này, và cổng HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ có cổng USB và USB Type-C. Với dòng này thì nó sẽ không được trang bị cổng Thunderbolt 4 các bạn ạ, mà nó chỉ có cổng Type-C thôi. Với công nghệ của AMD thì nó lại không được Thunderbolt 3, Thunderbolt 4. Còn cái lắp bên dưới này các bạn này, máy được tích hợp Windows bản quyền. Không khí sẽ được hút vào đây, và bên trong các bạn có thể nhìn thấy cái quạt tản nhiệt đây này. Thông số kỹ thuật của máy nó có hết ở đây nhá. Hai hốc loa. Em này thì màn hình thì nói chung là xếp vào loại gọi là trung bình khá đó các bạn ạ. Mặc dù là màn hình IPS nhưng tỷ lệ bao phủ màu ở mức gọi là thấp các bạn ạ, 54% sRGB và 34% Adobe RGB. Và màn hình được sản xuất năm 2021 các bạn này, mới hoàn toàn. Chất lượng âm thanh của máy thì có lẽ là sẽ ổn. Được cái bù lại âm thanh thì thấy to rồi. Âm bát khá là ấm các bạn ạ. Loa khá to. Và với góc nhìn của màn hình IPS thì nó sẽ rất rộng, đạt 178 độ các bạn vẫn có thể nhìn trên màn hình được. Màn hình thì nó có chống lóa ở bên trên rồi. Tính năng chống lóa sẽ giúp các bạn mà làm việc liên tục mà không bị mỏi mắt. Chiếc máy này dùng để xem phim, nghe nhạc, giải trí thì quá đỉnh rồi. Ok luôn. Vâng, thưa các bạn, với em Cebu 6 lõi 12 luồng thì quá ngon rồi. Nó sẽ mạnh tương tự như i7-9750H trên dòng Cebu chip H của Intel. Còn với em Vega bên dưới thì đây là con Vega On. Nếu để so sánh với dòng mà i5 hoặc là i7 thế hệ thứ 11 chip H thì nó vẫn thua kém về hiệu năng, về đồ họa, nhưng lại được trang bị CPU số nhân hơn. Nó sẽ giúp các bạn render cũng như các phần mềm xử lý về tính toán, CPU khỏe thì nó xử lý các bạn tốt hơn. Nhưng Vega sẽ yếu hơn so với dòng Iris Xe Graphics trên dòng Intel thế hệ thứ 11. Các bạn ơi, và hai chiếc máy cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn ở phân khúc đó là màn hình 14 inch, nhỏ hơn, nhẹ hơn và mỏng hơn. Các bạn có thể di chuyển đi lại, dành cho các bạn mà kiểu công việc làm việc ít hơn, cần một chiếc máy mỏng nhẹ để có thể di chuyển liên tục. Thì với hai chiếc máy nhá, một chiếc nó là chiếc Dell Vostro 5410. Dòng Vostro 5410 cũng được trang bị giống như dòng 5510, đó là trang bị chip H thì nó cũng hơi dày hơn một chút, có giá bán khoảng hơn 20 triệu tại thị trường. Và một dòng máy mà mình đang bán chạy nhất tại cửa hàng đó là chiếc Dell Impedance 5415. Chiếc máy cũng được trang bị màn hình 14 inch và CPU đó là Ryzen 5005 với 6 lõi 12 luồng, và đặc biệt phân khúc giá của nó dưới 18 triệu đồng. Được mệnh danh nó là một trong những chiếc máy thiết kế xuất sắc nhất với vỏ hợp kim nhôm, LED phím, màn hình IPS mà có giá bán rẻ, tương đương một chiếc máy cao cấp tại thị trường. Mời các bạn tham khảo qua hai sản phẩm này qua bài đánh giá của mình nhé. Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy thiết kế theo ngôn ngữ vuông thành sắc cạnh. Đây là tem của dầu khí họ dán các bạn ạ. Logo được mạ chrome sáng bóng này, rất là khỏe. Và cơ chế của chiếc máy này thì mình nhìn thì đây, nó là cơ chế bản lề. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta mở thì cái phần này nó sẽ tì xuống dưới để cho cái phần này nó tuần hoàn không khí tốt hơn. Đây, các bạn có thể nhìn này. Và chiếc máy nhìn thì không quá dày cũng chẳng quá mỏng. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối, trọng lượng tổng thể là 1,44 kg. Đây, các bạn nhìn thấy là đằng sau nó mạ chrome này, nó là mài nhẵn với công nghệ luôn này. Bản lề kiểu dạng chìm giấu đi như này. Tản nhiệt được đưa đằng sau này. Những chiếc máy mà đưa tản nhiệt đằng sau Lương cực kỳ thích luôn. Các bạn chú ý thì con Impedance nó sẽ không có cổng LAN. Tại vì sao Dell vẫn tích hợp cổng LAN để làm gì? Nó dùng trong mạng nội bộ, bởi vì rất nhiều công ty là cực kỳ bảo mật và không có dùng kết nối Wi-Fi, nó chỉ dùng mạng nội bộ thôi, cắm LAN ở đây. Và trong môi trường công ty thì các bạn thấy là không phải chỗ nào có Wi-Fi mà cắm LAN thì cái mạng nó sẽ ổn định hơn. Đó, cái này là cái điểm hay trên dòng Vostro này. Ở đây chúng ta sẽ có cổng phone, cổng mic và giao tiếp 3,5, các bạn kết nối âm thanh này, đầu độc thẻ này, cổng USB này. Đây là cái khóa của máy nhá.
Đằng trước các bạn thấy nó thiết kế nó hơi thoải và chúng ta chỉ thế này, tay chúng ta mở này, các bạn mở máy thì cứ mở giữa, mở từ từ, tránh trường hợp bị bong bỏ lề. Ở bên này thì cổng sàn này các bạn này, cổng HDMI thì các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài này, và đây chúng ta sẽ thêm một cổng USB, cổng Type-C. Vâng, thưa các bạn, là một điều đáng tiếc đó là đèo lại bùn xỉn các bạn ạ, lại không cho cổng Thunderbolt 4 mà chỉ được tích hợp đó là USB Type-C, và cái cổng này cũng chẳng sạc được các bạn ạ. Đúng là cổng đèo này bán thì đắt, option thì bớt đi. Các bạn thấy nó kể lắp bên dưới của nó cũng hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Những không khí sẽ được hút vào đây, thổi khí nóng ra đằng sau. Đây là hai ốc loa, còn những bốn cái lúm này để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test bằng phần mềm Siemens 15R quen thuộc để thấy hiệu năng CPU và GPU. Con CPU này có bốn lõi 8 luồng các bạn ạ. Đây, điểm số của nó đạt là hơn 600 CB. Còn với cái Elite XE thì nó cũng sẽ khỏe hơn một chút. Vừa nãy các bạn sẽ thấy là test về đồ họa thì nó cũng ngon hơn. Và đồ họa mô phỏng thì cũng nói luôn các bạn, nó chỉ mô phỏng 2D thôi, chứ 3D thì chắc chắn là không đủ cấu hình. Các bạn sẽ hỏi là cái CPU này nó có tác dụng gì? Chip H thì nó như nào, mà chip U nó như nào, mà chip G nó như nào? Chip H là xung cao, lúc nào chúng ta hiểu là cái phân phối nó lớn ấy, giống như xe máy, ô tô ấy. Đó, nó tăng tốc nó nhanh hơn. Còn số lõi, số luồng là cái số nhân, là những cái mà lôm la là có 4 người và có 8 người làm việc chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ khỏe hơn, càng nhiều nhân làm việc càng khỏe, xung càng cao thì làm việc càng nhanh. Hầu hết những chiếc máy mà kiểu trang bị Ultrabook này thì được trang bị chip U thôi thì nó cũng sẽ không khỏe này. Vậy thì chip H thì nó sẽ giúp các bạn tính toán, đọc các bản vẽ kỹ thuật chẳng hạn, hoặc các bạn dùng trong lĩnh vực lập trình mô phỏng thì CPU càng khỏe thì nó hỗ trợ các bạn càng tốt, càng nhanh. Đấy, còn Vega rời nó là một cái Vega để chuyên xử lý các thuật toán về hình ảnh video, chơi game, dựng video chẳng hạn. Thì con này thì nó đang hỗ trợ, nhưng mà nó con này có thôi, nó chỉ tương tự như mới 350 Vega rời thôi. Đấy, FPS các bạn thấy nó đẩy lên là 58,77, khỏe hơn tẹo. Vâng, thưa các bạn, để trên bàn các bạn thấy là chiếc máy có tông màu silver, nó còn gọi là màu trắng bạc các bạn ạ. Logo Dell được để ở giữa mảng chrome sáng bóng luôn. Máy rất mỏng các bạn ạ, nó chỉ mỏng có 18mm và nặng chỉ có 1,44kg. Thiết kế hơi bo tròn và kiểu dạng trục bản lề lưng như này. Rất nhiều dòng máy đời mới bây giờ đều làm như này. Và các bạn nhìn thấy là cái máy nó cầm vào nó rất là khỏe và trong lưng như này, các bạn hoàn toàn có thể cầm một tay như này. Cơ chế lưng bản lề các bạn sẽ nhìn thấy nhá, hai cái phần này này, nó để cho tránh trường hợp xước ở đây. Đó, khi ta lăng lên thì cái phần này nó sẽ chuếch lên. Nó sẽ chuếch thì cái tản nhiệt bên dưới nó sẽ tốt hơn, mà bàn phím bấm có thể sẽ dễ dàng hơn. Đó. Đấy, các bạn cầm thế. Ở bên cạnh phải của mình các bạn thấy một đầu độc thể này. Và cái tông màu bên dưới nó sẽ hơi khác hơn một chút. Rất nhiều dòng máy Dell như từ 551, 55510 thì họ đều làm như này. Cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Các bạn nhìn kỹ thì phần này nó có lát cắt diamond này. Đồ hoàn thiện của máy khá sang, tỉ mỉ. Đằng trước các bạn thấy là thiết kế đơn giản và chuếch này không bố trí bất kỳ một cổng gì, các bạn mở máy cũng rất là đơn giản. Ở bên này chúng ta sẽ có cổng sạc này, cổng HDMI, cổng USB, USB Type-C. Hai cổng này đều có tính năng kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng Type-C sẽ có băng thông rộng hơn, lớn hơn, mạnh hơn, có thể kết nối ra màn hình 4K bên ngoài, 5K ra bên ngoài, vân vân. Đây, còn bên dưới máy các bạn thấy này, hai hốc loa này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng hết ra đằng sau và nó làm nó kiểu giấu đi như này. Đó, cũng rất là đẹp và máy được trang bị Windows bản quyền. Tỷ lệ bao phủ màu của chiếc màn hình này nó ở mức gọi là trung bình khá đó các bạn ạ. Nó chỉ có 59% sRGB và Adobe RGB của nó đạt 38%, đủ các bạn dùng thôi. Và màn hình thì nó ghi rõ là được sản xuất năm 2021 luôn các bạn nha. Đó, độ sáng của màn hình thì nó đạt ở mức là 250 lít thôi. Cái loa to thế. Màn hình IPS thì có góc nhìn khá là tốt, 178 độ. Màn hình nó có chống lóa ở bên trên, các bạn có thể làm việc liên tục mà không mỏi mắt. Với một màn hình IPS góc nhìn rộng thì việc các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc thì nó cực kỳ ok. Các bạn muốn chỉnh các tác vụ bên trên thì bấm FL to nhỏ loa hoặc mọi thứ. Về
Về chất lượng âm thanh thì mình nghe thực tế thì có vẻ như âm bass chưa thực sự được mạnh, còn âm test thì hơi lớn. Nói chung thì với chất lượng âm thanh này cũng đánh giá ở mức gọi là nghe được thôi, mặc dù là không phải là hay. Còn màn hình thì mình cũng nói luôn các bạn, nó chỉ ở mức gọi là dùng tốt thôi. Tỷ lệ bao phủ màu thấp. Nếu mà các bạn thiết kế design trên chiếc màn hình này thì thực sự nó không ổn cho lắm, mà các bạn phải cân chỉnh lại mới làm được việc. Với một CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng, nó sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh, nó xử lý tính toán càng nhanh và cả giúp các bạn chơi game, làm đồ họa cũng tốt hơn. Chiếc máy này nếu mà so sánh với Iris Xe Graphics, có nghĩa là so sánh cái VGA on trên máy, thì Iris Xe nó sẽ nhỉnh hơn. Với Xe Graphics trên dòng CPU của Intel ấy thì nó sẽ tương tự như một Vega rời như là MX350. Còn với cái AMD Radeon này thì nó tương tự như UHD Graphics 620 hoặc 630 thôi. Nó hỗ trợ các thuật toán video 4K mà chạy không bị giật lag gì. Nhưng mà Vega, nói luôn các bạn là Vega on thì nó sẽ không khỏe đâu các bạn ạ. Điểm số của CPU nó tương đương i7-9750H luôn, 1145 CB. CPU này hoàn toàn dùng để tính toán tốt. Các bạn có thể sử dụng các phần mềm Word, Excel, Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video, nó xử lý ok ngon lành mọi người nhé. Các bạn ơi, mình đã vừa tổng hợp lại toàn bộ những chiếc máy bán chạy nhất của thương hiệu Dell tại thị trường Việt Nam. Những chiếc máy này có thiết kế rất đẹp, đều là vỏ hợp kim nhôm, có cả vân tay, có cả lép phím và một số phiên bản được trang bị các cấu hình như là cổng Thunderbolt 4 và đầy đủ các công nghệ tiên tiến nhất. Và tất cả những chiếc máy mình được trang bị đều là màn hình IPS. Riêng chỉ có màn hình 16 inch chỉ có một chiếc duy nhất tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc Dell Invision Plus 167610 các bạn ạ. Chiếc máy này phải nói là mình cực kỳ thích, các bạn xem phim giải trí nghe nhạc là cực kỳ ok. Còn nếu các bạn công việc thường xuyên di chuyển, hãy chọn những mẫu máy có màn hình 14 inch. Các bạn dùng trong lĩnh vực lập trình, hãy chọn phiên bản trang bị chip Core i, ví dụ i5 hoặc i7. Các bạn cần một chiếc máy render ngon lành thì hãy chọn dòng CPU Ryzen để cho nó rẻ mà mức giá thành của nó cực kỳ ok. Mà thậm chí việc chơi game và làm đồ họa còn thậm chí còn ngon hơn một chút so với dòng CPU của Intel. Thì các bạn sẽ hỏi mình là CPU của Intel hay CPU của AMD thì cái nào tốt hơn? Thưa các bạn, nó đều là một dòng sản phẩm và mỗi một dòng sản phẩm đều là ưu việt. Và hiện nay AMD đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, chip rẻ hơn, khỏe hơn và đặc biệt trang bị cũng rất mát. Nói chung cũng 1910, anh em quý thương hiệu nào thì anh em mang về thương hiệu đó dùng nhé. Và những chiếc máy này mình giới thiệu ngày hôm nay đều là máy mới 100% với chính sách bảo hành 1 năm toàn bộ máy. Chọn đời cho phần mềm, các bạn sẽ được đổi trả trong 15 ngày. Nếu trong trường hợp là máy bị lỗi do nhà sản xuất là các bạn sẽ được đổi sang một cái máy khác các bạn nhé, miễn phí và không mất tiền. Còn sau này chính sách bảo hành của cửa hàng mình là lỗi bộ phận nào sẽ được sửa chữa và thay thế bộ phận đó. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm nút chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các bài tư vấn mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.